Hello, xin chào các bạn đến với chương trình Set Hacks. Những cái bí quyết trong set tình dục xấu, bí quyết tình dục để cho một cái cuộc sống tình dục tốt hơn. Chúng ta bắt đầu xem nè, thư giãn và cũng có vui vẻ liếm. Wow, màu hồng, màu xanh, những cái dầu liếm cái gót chân. Oh my god, liếm gót chân. Ditch có phải là liếm không? Khi một người phụ nữ cực khoái thì cái xương chậu của ta đã mở ra. Wow, đó, đang nhảy hứ, nó môn họa bằng cái con nhảy rất hay. Một vài cái gót chân làm cho cái xương chậu mở rộng xương chậu ra. Vô đi, mở rộng ra. Listening là gì không biết. Intensity là cái cường độ của cực khoái. Nhón lên gót chân, múa ballet, cường độ cao. Rung. Uống nước. Oh my god, bí quyết thứ hai là uống nước hả ta? Uống nước thì liên quan gì tới là cực khoái ta? Đúng rồi, làm tình nó ra mồ hôi nhiều là khát nước, cho nên mình phải uống nước. Đúng rồi, để chai nước ngay đầu giường, làm tình khát nước là uống liền. Cho dù thì rất là vui thú và cực khoái thì tình dục làm tình là vận động, là tập gym, cho nên rất là khát nước. Thì để nước bên cạnh uống nước liền, mệt lắm. Các bạn có đồng ý là chạy bộ mà không có nước không? Thì làm tình nó cũng giống như chạy bộ vậy đó. Đúng là nó mệt, nó vừa vui vừa mệt. Phải có nước. Một cơ thể được bổ sung nước đầy đủ là một cơ thể được bôi trơn, vô ra không ngừng nghỉ bôi trơn. Bôi trơn trong máy giặt. Nước, don't drink boozy, đừng có uống đồ có cồn là uống rượu uống bia không tốt cho việc tập luyện làm tình. Có thể có hương phấn nhưng mà không tốt việc làm tình, đúng không? Cho dù là bia rượu và tình dục có một cái lịch sử lâu dài gắn bó với nhau, có liên quan với nhau, uống bia xong là đi tầng 2, tầng 3 massage làm tình và làm tình rủi ro, làm tình không an toàn là đến từ bia rượu đó. Những cái suy nghĩ lúc đó tại vì thèm quá, hứng lên mình thèm quá, mình chán hết, mình muốn buông bỏ hết, tìm cách vui mà đi kiếm gái ngoài đường, bóc bánh trả tiền, thì bia rượu nó làm ngược lại với nước, nó làm cho bạn khát nước hơn. Oh my god, đúng rồi, giống như bạn đi trên con lạc đà trên sa mạc gì đó thì bạn sẽ rất là khát. Khi mà uống bia uống rượu vô là cháy cổ, khát, những cảm hứng tình dục nó tăng lên nhưng mà nó lại khát, và con cua nó không theo ý muốn mình. Làm mất nước có thể làm giảm cái sự cương cứng và sự lên của thằng nhỏ. Nhỏ không lên được, bởi vậy cho nên uống nhiều bia rượu quá thì cái hứng nó lên, nhìn cái đẹp đó nhưng mà người ta cởi đồ ra không làm gì được vì thằng nhỏ nó lên không được, hay là chút xíu nó ra mất tiêu, hoặc là nó nhũn hoài đó, nó gục ngã, nó buồn ngủ, nó ói, nó nằm gục ra một đống. Cho nên bia rượu thì nó có thể chi ra rất là nhiều tiền để kiếm gái và tìm cảm hứng, có cảm hứng nhìn đó, thèm đó, nhưng mà không làm gì được, cu nó không chịu lên, nó không chịu cứng, rồi mình thấy chán nản cuộc đời đó, là mình lại bị gái nó chỉ cần một tinh ý, một cái dấu hiệu nhỏ trong lúc đó thôi, gái nó chê mình phát là mình xìu luôn, mình nản luôn. Sao của anh nhỏ vậy, sao của anh không lên, là mình xìu mình chết liền, hoặc là làm cho cái âm đạo nó khô rang. Đúng rồi, về phía phụ nữ, nếu như phụ nữ mà uống bia uống rượu thì cũng có cảm hứng nhưng mà cũng mất nước và làm cho âm đạo không có nước, bôi trơn nhỏ, cho nên là âm đạo khô rang và nó sẽ rác và đau, là không làm tình được. Đâu mà không có nước. Ồ, măng tắc hả, có vụ măng tắc nữa hả? Trong một nghiên cứu thì một cái bác sĩ đã điều tra những cặp đôi mà đã cố gắng cho nhau cực khoái thì sao. Một vài cặp đôi than phiền rằng họ cảm thấy rất là lạnh. Lạnh nó lấy hình Eskimo, nó mình họ Alaska Eskimo, lạnh thì phải măng tắc thì mới đủ ấm, cho nên những nhà nghiên cứu đề nghị họ măng tắc khi làm tình thì mình măng tắc. Cái này thì đúng với phương Tây trong thời tiết lạnh, mùa đông lạnh giá băng tuyết, nhưng mà phương Đông như Việt Nam mình, thời tiết miền Nam Sài Gòn này nó nóng ẩm, trời nó nóng, nó muốn bật máy lạnh, cứ bật quạt cho nó mát rồi làm tình cho nó đỡ nóng đỡ vã mồ hôi thì lại được bảo măng tắc là không đúng. Ở phương Đông là không đúng, với Việt Nam là không đúng. Không măng tắc nha. Những cặp đôi mà không có tắc thì chỉ có 50% đạt được cực khoái. Cô nàng kia cực khoái nhảy, những người măng tắc sẽ đạt cực khoái nhiều hơn, 80%. Nếu như mà có máy lạnh thì nên măng tắc cũng được, nếu lạnh quá thì măng tắc. 80% măng tắc là có cực khoái. Măng tắc nhảy. Số 5, tích cực, năng lượng tích cực, khen ngợi đối tác bằng tay, yêu bằng tay đó. Những phụ nữ càng tự tin về âm vật âm hộ của người ta thì càng dễ đạt cực khoái. Có phải phụ nữ đẹp mới có được tự tin đó không? Nếu như mình người đàn ông mà thực sự quan tâm làm cho người phụ nữ của mình tự tin hạnh phúc thì cô ta cũng sẽ đạt cực khoái. Tự tin đến từ chính bên trong mình, trong cái đầu mình. Người tự tin và xinh đẹp thì thường tự tin hơn, nhưng mà chưa chắc là không xinh đẹp là không tự tin. Người ta nhận được yêu thương thì người ta sẽ tự tin hơn, có nhiều cực khoái hơn. Những cô nàng xinh đẹp tự tin, bởi vậy cho nên ấy nói những gì đó tốt đẹp, khen ngợi, hãy nói những gì đó khen ngợi đối tác tự tin hơn thì sẽ dễ đạt cực khoái hơn. Em xinh đẹp quá, em dễ thương quá. 6 là trộn lẫn, mix trộn lẫn lại mà mình hỏi bằng cái pha màu. Theo một nghiên cứu, phụ nữ thì dễ đạt cực khoái hơn nếu với cái gì, khi họ tham gia vào một cái sự đa dạng trong cái phương pháp làm tình, đổi thế không. Nhưng mà sự thật mình thấy khó khăn khi đổi thế lắm, cứ thế truyền thống hoài, đa số là thế truyền thống không à, trên xuống dưới á, chứ đổi thế lum la ôm sồn lên crazy. Nên hãy tưởng tượng nhiều lên, điền, nên hãy tưởng tượng nhiều lên và tạo ra nhiều thế, nhiều sự lãng mạn, nhiều khung cảnh khác nhau. Ví dụ như anh đóng vai cướp biển, anh dí em là con mồi, đứng lại
lại đây cho ta đút vô. Hay là anh chăn ngựa, cưỡi ngựa, hãy điên đi, hãy tưởng tượng đi. Đun lỗ rồi, đun vô lỗ, oh my god, dùng cái dàn khoan dầu khoan giếng đun vô lỗ minh họa cho âm dương vật đút vào âm đạo, hãy vui vẻ nha. Con cừu lớn nhất thế giới, kỷ lục tình dục thế giới. Ok, xin cảm ơn các bạn vừa đã coi 6 bí quyết để làm tình tốt đẹp hơn. Rất là hay, có cái không hợp với Việt Nam, ví dụ là măng tắc, nhưng mà nếu như mình ở Việt Nam mình bật máy lạnh lạnh quá thì đi măng tắc thùng cũng dễ đạt cực khoái hơn. Xin cảm ơn các bạn cùng coi với mình sẽ tổng hợp lại, mình để cái này lên trang bìa để các bạn cùng xem lại nha, xem lại cái trang bìa những cái bí quyết phù hợp với Việt Nam để làm tình tốt đẹp hơn. Các bạn ủng hộ mình xin hãy subscribe. Thank you, I love you.